Lee Kwang Soo tuyên bố rời chương trình Running Man sau 11 năm gắn bó, khiến các fan vô cùng tiếc nuối. Công ty quản lý của Kwang Soo cho biết, ngày 24 tháng 5 sẽ là buổi ghi hình cuối cùng của chàng hưu cho Running Man. Vì lý do sức khỏe, nên nam diễn viên buộc phải rời chương trình. Được biết, sau khi bị thương do tai nạn xe hơi vào năm ngoái, Lee Kwang Soo thường xuyên phải tập vật lý trị liệu, trong khi Running Man luôn đòi hỏi người chơi phải hoạt động cực kỳ năng nổ. Cảm thấy bản thân không thể duy trì trạng thái tốt nhất khi quay chương trình, Lee Kwang Soo đã có những cuộc thảo luận kéo dài với đội ngũ sản xuất, các thành viên đồng nghiệp cũng như công ty quản lý. Cuối cùng anh quyết định rằng mình cần thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần. Quyết định này không hề dễ dàng bởi ekip chương trình được Lee Kwang Soo coi như gia đình ruột thịt. Đại diện của nam diễn viên gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả khán giả đã dành tình yêu và sự ủng hộ cho Lee Kwang Soo. Chàng hưu hứa sẽ chào hỏi khán giả với hình ảnh khỏe mạnh và tươi sáng hơn trong tương lai. Trước đó vào ngày 15 tháng 2 năm 2020, xe của Lee Kwang Soo bất ngờ bị một xe vi phạm biển báo giao thông tông phải. Vụ va chạm đã khiến anh hưu bị chấn thương ở mắt cá chân và phải phẫu thuật. Lee Kwang Soo phải dừng ghi hình Running Man trong 2 tuần và sau đó, anh đã chống nạn để xuất hiện trở lại trên chương trình. Việc phải hoạt động ở cường độ cao đã khiến chấn thương của Lee Kwang Soo không thể hồi phục hoàn toàn được hơn sau 1 năm. Và đó chính là lý do anh đành rời khỏi mái nhà chung Running Man đã gắn bó cả một thập kỷ. Lee Kwang Soo luôn bày tỏ sự biết ơn với chương trình Running Man với khán giả vì chính nhờ sau thực tế này mà anh được biết đến nhiều hơn, cơ hội diễn xuất rộng mở hơn. Có thể nói, sự xuất hiện của Lee Kwang Soo khiến Running Man thêm thú vị, nhiều màu sắc hơn và Running Man cũng trở thành bàn đạp giúp sự nghiệp của Kwang Soo thuận lợi hơn. Đây còn là bà mối sang duyên cho Lee Kwang Soo và Lee Soon Bin, cả hai quen biết nhau khi cùng tham gia chương trình vào tháng 9 năm 2016. Có thể nói, Lee Kwang Soo là thỏi nam châm hút fan của chương trình Running Man. Anh sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, không chỉ ở Hàn Quốc mà trên toàn châu Á. Khi Running Man quay ở Việt Nam, lượng người đến để gặp ekip đông đến mức không thể tin nổi. Fan xếp hàng chật kín xung quanh khu vực nhà hát múa rối Thăng Long, khiến đường phố tắc nghẽn nhiều tiếng đồng hồ. Lee Kwang Soo là thành viên được fan gọi tên to và gióng giạc nhất, khiến ekip cũng phải bất ngờ về độ nổi tiếng của anh. Kim Jong-kook còn đùa rằng, từ nay mọi người không còn được coi thường Kwang Soo nữa, vì anh chính là Jang Dong-gun của Việt Nam. Là em út trong chương trình Running Man, Kwang Soo thường xuyên bị các tiền bối bắt nạt, tìm cách loại bỏ khi tham gia trò chơi sớm nhất có thể. Tuy nhiên, không vì thế mà Kwang Soo ít đất diễn hơn. Trái lại, hư cao cổ lại là một trong những nhân tố gây cười cho chương trình bởi những hành động có đôi chút ngớ ngẩn, hài hước. Bản thân khuôn mặt cùng biểu cảm của Kwang Soo đã là món quà mà thần giải trí ban cho. Đến mức chỉ cần nhìn vào những biểu cảm có 102 ấy, ai cũng sẽ vô thức bật cười. Khi thực hiện những nhiệm vụ được giao trong chương trình, dường như vẫn đèn luôn đeo đuổi, khiến anh hay rơi vào những tình huống dở khóc dở cười, còn khán giả thì được phèn bể bụng. Vì chiều cao quá khổ nên Kwang Soo đi đâu cũng dễ bị phát hiện, đặc biệt là ra sân bay. Anh chàng thường bị các bà, các mẹ, học sinh xin chụp ảnh cùng. Dù bận rộn nhưng nam diễn viên luôn thân thiện, cúi cả người và nhiệt tình chụp ảnh cùng các fan quốc tế. Nhắc đến Lee Kwang Soo, người hâm mộ sẽ liên tưởng ngay tới nam diễn viên hài với những màn phản bội, lật mặt như bánh tráng. Đôi khi, Lee Kwang Soo còn sẵn sàng đấu đá với cả con gái khi cần. Tuy nhiên, tính cách thật của nam nghệ sĩ hài này hoàn toàn khác với hình ảnh trên màn ảnh. Sự chu đáo lễ phép ấy sẽ không thể hiện ngay trước ống kính để khán giả nhìn thấy, mà luôn xuất hiện âm thầm ở phía sau hậu trường, khiến các thành viên và đội ngũ sản xuất đặc biệt quý mến chàng trai này. Đằng sau những giây phút hết mình trong trận chiến xé bản tên, khán giả dễ dàng thấy được Kwang Soo quan tâm đàn chị như thế nào thông qua các cử chỉ nhỏ nhặt. Trước những lời mắng mỏ của Ji-hyo, Kwang Soo luôn tỏ ra không phục hoặc bất mãn, nhưng sau cùng, anh chàng vẫn nhường nhịn và sẵn lòng phục vụ bông hồng của chương trình. Chính vì vậy, các đồng nghiệp trong giới lẫn người hâm mộ đều yêu quý, gọi Lee Kwang Soo là chàng trai có nhân cách vàng.